Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, nhấn nút like, chia sẻ video nếu thấy video này hữu ích nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người một cái cách để giữ quần jean không phai màu khi chúng ta mới mua về nha. Thì chúng ta chỉ cần áp dụng một lần thì chúng ta sẽ sử dụng cho tới khi mà quần jean của chúng ta bỏ luôn cũng vẫn còn giữ nguyên cái màu khi chúng ta mua về nha. Đầu tiên thì chúng ta cần có một cái quần jean mới mua về và chưa được giặt lần nào. Và chúng ta sẽ chuẩn bị một cái thau nước. Chúng ta cho một lượng nước vừa phải vào. Và chúng ta cần có một cục phèn chua nhỏ. Mình sẽ dùng con dao mình khẽ nhẹ vào cái cục phèn chua để cho nó bể ra một chút xíu nha. Chỉ cần một chút xíu là được. Chúng ta sẽ lấy tay hòa tan cái phần phèn chua cho nó tan vào trong nước. Khi cái nước nó có màu trắng sữa đục nhẹ thì là được nha. Và chúng ta sẽ bỏ cái quần jean vào. Để quần jean nó thấm đều nước và ngập cái quần jean, chúng ta sẽ lưu cái quần jean trong phèn chua 8 đến 12 tiếng hoặc là có thể để qua đêm. Thì sáng hôm sau chúng ta sẽ giặt quần jean lại nhiều lần với nước. Sau khi chúng ta xả nhiều lần với nước xong thì chúng ta lộn cái mặt trái của cái quần jean và đem đi phơi nơi tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời nha. Và lưu ý là phơi mặt trái của quần jean. Thứ hai là tránh phơi trực tiếp dưới ánh nắng. Thứ ba là hạn chế giặt quần jean với xà phòng hoặc chất gây tẩy. Thứ tư là nên giặt quần jean bằng tay. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi